Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở video này, cô sẽ hướng dẫn lớp mình hoạt động với đồ vật sâu vòng màu xanh. Trước khi vào bài học, cô có một món quà muốn dành tặng cho cả lớp chúng mình. Cả lớp chúng mình cùng đón xem đó là món quà gì nhé. Món quà gì đây hả các con? À đúng rồi, đây là một chiếc vòng màu xanh. Các con hãy đọc to chiếc vòng cùng với cô nào. Chiếc vòng. Chiếc vòng này có màu gì nhỉ? Màu xanh. Chiếc vòng này cô làm rất tỉ mỉ. Cô sâu từng hạt vòng để tạo ra chiếc vòng màu xanh. Các con thấy chiếc vòng có đẹp không? Và bây giờ cô và các con sâu những chiếc vòng màu xanh thật là đẹp nhé. Để sâu được chiếc vòng đẹp, chúng mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Hột hạt màu xanh. Ở nhà chúng mình không có những hột hạt màu xanh. Các con bảo bố mẹ chuẩn bị những chiếc lá bằng giấy màu xanh để chúng mình sâu nhé. Dây sâu vòng. Đầu tiên, cô cầm một sợi dây. Cô buộc cố định một đầu dây lại để cho hạt vòng không bị rơi ra đấy. Sau đó, cô cầm sợi dây bằng tay phải. Cô cầm một đoạn vừa phải để sâu dễ hơn. Tay trái cô cầm hạt vòng, sao cho không biết lỗ của hạt vòng. Cô sẽ dùng đầu sợi dây, cô sâu từ từ vào lỗ nhỏ của hạt vòng. Tay trái cô giữ sợi dây, tay phải cô kéo nhẹ hạt vòng. Như vậy là cô đã sâu được một hạt vòng rồi đấy. Cô lại lấy tiếp hạt vòng thứ hai, tay trái cô giữ đầu dây, tay phải cô cầm hạt vòng. Vậy là cô đã sâu được hai hạt vòng rồi. Cứ như vậy, cô sẽ sâu được rất nhiều hạt vòng với nhau. Các con nhớ, khi sâu hạt vòng, chúng mình cầm hạt vòng, không biết lỗ hạt để chúng mình sâu được dễ nhé. Cô sắp sâu xong chiếc vòng rồi đấy. Cuối cùng, cô sẽ buộc hai đầu sợi dây lại với nhau. Các con không buộc được, các con nhờ bố mẹ, ông bà buộc giúp cho nhé. Như vậy là cô đã sâu được chiếc vòng thật là đẹp rồi. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cả lớp chúng mình bài hoạt động với đồ vật sâu vòng màu xanh. Cô hy vọng rằng bạn nào cũng sâu những chiếc vòng màu xanh thật là đẹp để dành tặng cho ông bà và bố mẹ đấy. Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.